Từ ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội yêu cầu người đi đường ngoài xuất trình giấy đi đường còn phải xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Nhằm thực hiện nghiêm việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội đã có công văn số 1781 ngày 26 tháng 8, trong đó có nội dung từ ngày 30 tháng 8 khi người dân đi đường sẽ phải xuất trình giấy đi đường kèm theo chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân và lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Ghi nhận ngay trong buổi sáng ngày 30 tháng 8 tại chốt kiểm soát dịch của xã Tạ Thanh Oai, đoạn đầu đường Tạ Thanh Oai, lực lượng chức năng bao gồm công an xã, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện đã tiến hành phân luồng kiểm tra các loại giấy tờ của người đi đường. Chị đấy cũng là hợp lý mà, bởi vì là mình càng làm ngặt thì sẽ hạn chế được người ra đường, thì sẽ tránh được lây lan trong cộng đồng nhiều. Lên làm như thế, ví dụ như ai đi làm đến thứ 6 thôi, có khi thứ 7 trong lịch không có đi làm thì vẫn cứ đi ra đường ấy. Thế nên là có lịch công tác cụ thể là chuẩn nhất. Đấy, ví dụ như là nếu mà xác định là bây giờ có nhiều doanh nghiệp nó chỉ đi làm đến thứ 2 đến thứ 6 thôi. Nhưng có người lợi dụng cái tờ giấy thì không có lịch trình đến thứ 7 họ vẫn đi ra ngoài bình thường mà. Ví dụ chủ nhật không ra thì không nói, nhưng thứ 7 họ vẫn có thể họ đi ra ngoài đường được. Thì doanh nghiệp nào mà doanh nghiệp làm việc thì nên có lịch. Còn ví dụ như tự do hoặc là shipper thì mình không nói. Vì văn bản kiểm tra được ban hành vào chiều chủ nhật ngày 29 tháng 8 nên lực lượng chức năng tại chốt chỉ nhắc nhở người dân đi làm thì sẽ phải xin thêm các loại giấy tờ nêu trên. Từ ngày mai 31 tháng 8, nếu người dân đi đường không có đủ các loại giấy tờ bao gồm giấy đi đường kèm theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân và lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt các khu vực giáp danh với địa phương vẫn có ổ dịch phát sinh các ca dương tính mới. Thêm vào đó, trên địa bàn huyện cũng phát hiện một số ca mắc COVID-19 như tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Cơ sở Ngọc Hồi, nên chính quyền hạn chế tối đa việc người dân nếu không có việc thật sự cần thiết thì không ra đường. Thì Sở Chỉ huy huyện cũng đã họp giao ban trực tuyến với các xã để chỉ đạo, để tăng cường, siết chặt cái việc kiểm soát giấy đi đường cũng như là cấp giấy đi đường của các đơn vị trên địa bàn. Thì đối với các đơn vị của huyện thì huyện cũng cấp phương án và kiểm soát những cái phương án của các đơn vị như là bệnh viện rồi khu công nghiệp. Thế còn các đơn vị trên địa bàn các xã thì các xã sẽ có trách nhiệm. Thứ nhất là kiểm soát đối với những cái mẫu giấy đi đường mà các xã đã cấp là nó đúng cái quy định, đúng với mẫu của thành phố đã ban hành. Thứ hai là các cái giấy đi đường của các đơn vị doanh nghiệp mà trên địa bàn xã cấp cho các cái người lao động trên địa bàn. Thế thì trường hợp mà có những cái chưa đúng quy định, chưa đúng mẫu thì các xã sẽ phải thu hồi cũng như yêu cầu các đơn vị thu hồi lại để cấp lại cho đúng theo quy định. Trước đó ngày 7 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành công văn về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Công văn yêu cầu người đi đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Đến ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phải điều chỉnh vì không thuận tiện cho người dân. Nhiều người dân cũng lo lắng việc tập trung xin giấy tờ tại địa phương hoặc việc kiểm tra giấy tờ quá lâu tại các chốt kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện chỉ có huyện Đông Anh, Hà Nội vẫn áp dụng quy định này.